Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm, thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả đã giúp thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhiều chị em phụ nữ vùng ngoại thành. Đó là chị Nguyễn Thế Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Gần 9 năm gắn bó với công tác hội, với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, chị Nguyễn Thế Dung luôn tâm niệm, làm hết sức, cống hiến hết mình vì sự tiến bộ của phụ nữ. Với phương châm là nơi nào có phụ nữ là nơi đó có hoạt động hội, thu hút hội viên theo hướng là chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt là xây dựng nhiều cái mô hình để phù hợp với sở thích chị em, để chị em tham gia vào hoạt động hội, để là tạo sân chơi lành mạnh cho chị em hội viên phụ nữ tại địa phương. Trong hoạt động hội, chị Dung chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nhu cầu của chị em, đa dạng hóa các loại hình, tập hợp thành lập các câu lạc bộ phù hợp từng độ tuổi, thu hút hội viên tham gia vào hoạt động hội. Tham gia vào Hội Liên hiệp Phụ nữ đấy, được học hỏi và hiểu biết thêm về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và các cái công tác hội và rất nhiều cái có ích cho bản thân tôi. Cứ vào tháng 9 hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú đều vận động hàng ngàn quyển tập và dụng cụ học tập dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức đến trường trong năm học mới. Hiện tại hội đang nhận làm mẹ đỡ đầu cho 3 bé mồ côi, mất cha hoặc mất mẹ trong đợt Covid-19 các năm qua. Cháu ngoại tôi thì mẹ nó bị Covid mất đó, rồi mới đưa về đây cho tôi nuôi. Rồi cũng nhờ là Hội Phụ nữ mà xã Thạnh Phú tháng nào cũng tặng quà cho bé, tặng tiền cho bé. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn quan tâm chăm lo cho chị em phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ cho nhiều chị em khởi nghiệp thành công, duy trì các tổ góp vốn xoay vòng. Các nguồn vốn do Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế thành phố Cần Thơ giải ngân, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Đỏ, phát chi cho hàng trăm hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng. Ngày mai này em gắn bó tới bây giờ là cũng được mười mấy gần 20 năm rồi. Về đây thì nhờ có chị Thế Dung cũng ủng hộ cho em vay vốn bên Hội Liên hiệp Phụ nữ. Rồi nhờ cái đồng vốn đó thì em phát triển cho em đầu tư là mua giải dốc phụ kiện. Rồi cũng nhờ chị Thế Dung giới thiệu cho khách hàng là như là học sinh, giáo viên, rồi cũng các chị em trong hội phụ nữ cũng tới mai. Đồng chí tâm huyết, nhiệt tình, năng nổ trong cái công tác, từ những cái đóng góp của đồng chí như thế thì trong 4 năm liền giúp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không ngừng nỗ lực và tận tâm với công tác hội, chị Nguyễn Thế Dung đã góp phần rất lớn trong việc giúp phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ xã ngày càng phát triển. Chị Dung cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tặng bằng khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác hội.